Ở đời có chuyện cần nhớ và có chuyện cần quên. Có những chuyện cần nhớ hãy nhớ, đó là hãy nhớ dành thời gian nhiều hơn cho những người mà mình yêu thương hay là những người yêu thương mình. Bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở mãi mãi bên mình đâu. Hãy nhớ nói một lời dịu dàng với những người kính trọng chúng ta. Bởi vì con người đó nhỏ bé đó, nhưng mà một ngày nào đó họ cũng sẽ lớn và lớn hơn cả mình nữa. Hãy ôm những người còn sống ở bên cạnh mình thật chặt, bởi vì đó là kho báu duy nhất của con tim. Hãy nhớ một nụ cười hôm nay hay một cái ôm từ sâu thẳm con tim có thể chữa lành những vết thương lòng. Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ thời gian đâu. Nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc mà chúng ta từ bỏ nó. Cuộc sống này vô thường, qua đi rất nhanh và rất vội. Như chúng ta nghe tin hai người tập thể dục ở Tao Đàn tử vong một cách rất là bất ngờ. Cuộc đời của chúng ta không ai biết được ngày mai. Cuộc đời của chúng ta cũng ra đi rất nhanh, rất vội. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta. Để rồi lòng nhủ lòng chúng ta cố gắng sống tốt với nhau, sống tử tế với nhau.